thời gian vừa qua. Thì những ngày gần đây, thưa quý vị, xuất hiện cái đoạn ghi âm mà cho rằng là của một ông sư thầy. Trong đoạn ghi âm này đó, là ông sư thầy này là cũng bị là tố giác là quá trời quá đất, nó gọi là tố giác là đầu tách mặt tối lên lên bờ xuống ruộng luôn. Tuy nhiên cái câu chuyện như thế này thì một trong những cái đoạn ghi âm thì chưa có được cái sự kiểm chứng. Đó. Nhưng mà làm cho cộng đồng mạng đó là cũng là rất nhiều fan mà dậy, phải dậy sóng hú hồn luôn. Đó. Thì cái thằng học trò đó bắt đầu là nó lên nó bảo vệ cho ông sư trụ cho nó lên, nó la nó khóc quá trời quá đất. Đó. Và bây giờ tôi mời quý vị cùng tôi nghe cái sự mà chia sẻ của là Minh Sài Gòn lên bảo vệ cho sư phụ như thế nào. Đó. Riêng cái đoạn ghi âm, cái độ xác thực thì phải để cho cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta điều tra, người ta xác minh làm rõ cái đoạn ghi âm đó có thật hay không, nội dung mà tố cáo trong cái đoạn ghi âm đó như thế nào. Nhưng mà thật sự quý vị đó, mình nghe cũng cảm thấy là nó cũng ớn ấp. Riêng đoạn ghi âm là dài hơn một tiếng đồng hồ, mình nghe là cảm thấy cũng là thật sự quý vị là cái cũng nó hơi cũng là bị có nhiều cái nó bị hơi bị có những điểm dọi đó. Thì theo cái câu chuyện đó là còn cái vấn đề là cái như là cái sự xác minh, vì đoạn ghi âm là phải là khi nào mình chính cái miệng mình thấy người ta nói đó rồi mình mới mạnh miệng nói được quý vị. Giống như là bây giờ đó, tôi chính cái miệng tôi là chính cái mắt tôi nghe cái miệng nhìn cái miệng thằng Minh Sài Gòn nói nè, là bây giờ mình lên mình hốt nó mới dễ. Còn cái đoạn ghi âm nó chờ cơ quan chức năng. Có nhiều khán giả bảo rằng em làm phân tích cái đoạn ghi âm đấy, tôi nói ông nội tôi chưa dám phân tích cho tôi. Cái đoạn ghi âm đấy bây giờ nó thật sự quý vị, công an cái cơ quan chức năng người ta mới có quyền người ta kết luận đúng hay sai. Còn mình là thật sự cái này là một trong những cái vấn đề nó cực kỳ nhạy cảm, riêng cái đoạn ghi âm đó chứ không dám thật sự có mặt cái cho dàn cũng không dám phân tích đoạn ghi âm này, vì có nhiều tình tiết mà xin thưa quý vị mình nghe mà nó cũng là lâm ly bi đắc lắm. Nó dài hơn một tiếng, mà nếu mà đoạn này tôi phân tích á là phải phân tích khoảng là 3 ngày nó mới hết những nội dung bên trong. Nhưng mà nó thật sự nó rất nhạy cảm, đoạn ghi âm nó rất nhạy cảm. Khi nào mình thấy chính cái miệng ông sư thầy đã phát ngôn ra đó, rồi mình mới là dễ, mình mới mạnh dạn phân tích nha. Chứ còn bây giờ mình chưa thấy thì thôi, bây giờ mình bỏ chuyện đó qua bên đi. Phân tích cũng là cái thằng cu này nó lên nó cũng nói về đoạn ghi âm đó thì mình gọi cái là hốt nó cho nó thôi, là gọi ông đập lưng ông thôi. Yeah, Minh Sài Gòn nó chưa, nó bớt ngáo ngôn. Mời bà con nghe nè. Tôi cái vụ ghi âm mà em cũng không có muốn làm. Em có livestream trên Facebook duy nhất đó, thầy ngủ với sư cô chư thầy trong chùa. Mà mấy sư cô chư thầy đó phải đứng ra thưa nha, thì mới đủ pháp lý thưa ông thầy, xin đạt thôi. Còn cái đoạn ghi âm thứ hai là nói ông thầy chống phá nhà nước. Đó, mà trong khi đó bà sư cô Tường Phổ có được bằng chứng, biết được trong chùa có một số thế lực nó cài vô để nó phá ông Trần Quang. Thế lực nào cài vô phá mày? Thế lực nó cài phá thì mày biết là thế lực cài phá mà nắm đầu thế lực nó ra chứ. Đúng không vậy? Nó đã chủ quan, nó đã nói một câu là có thế lực cài vô đó để phá ông Trân Quang. Đó là lời của mình nha. Đó. Cho nên là cái sư phụ Trân Quang đó là bây giờ đầu dây mối nhợ do thằng Minh nó khai cho tôi không biết. Đó. Thì nếu như mày bảo rằng có thế lực ở đó thì mày phải đưa cái thế lực đó ra. Thế lực nào mà cài cắm như đó phá ổng, mày đưa ra liền chứ. Còn nếu mày không đưa ra được, mày có tình nghi đó, thì mày làm đơn mày đi báo cáo cơ quan chức năng. Để mà cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Đã làm chưa? Đã làm cái đoạn đó chưa? Công đoạn chưa làm đúng không? Chưa làm thì bây giờ làm. Nhưng mà nghe nói rằng đó mình, đoạn ghi âm đó nó xuất phát nay là 10 năm rồi đó em. Nghe chưa? Đoạn ghi âm đó là nay 10 năm rồi đó cưng, chứ không phải là mới đâu nhân cưng. Coi chừng cho cưng mà cưng há cái miệng ra, nói đợt này là cưng an toàn bù loan ốc huyết không đó. Đúng không? Đó. Cái mâm nào nó thật sự cũng có mày hết trơn đó. Mà mày vô mày bảo vệ ngu lắm. Mày bảo vệ mày không có hiểu. Chung một con người mà không có tri thức thì tao thật sự là nó vô nó phá hoại thôi. Dốt nát thêm sự cần cù là phá hoại. Đó là Minh Sài Gòn những ngày vừa qua quý vị. Lên mà bảo vệ cho ông sư. Nhưng đầu cái clip quý vị nghe nó nói nè, thật sự ra cái này là mình nghe Minh nó nói thôi. Đó là mình chia sẻ, nếu như mày bảo rằng có cái thành phần thế lực đó mà vô phá ông sư đó, thì cái vấn đề thứ nhất
là mày biết cái thành phần thế lực đấy hay không? Cái thứ hai là thế lực nó đã phá thành công hay chưa? Nói chung là thế lực đã phá thành công hay chưa? Hay là đang nằm trong gọi là cái âm mưu thôi? À, cho nên thằng Minh mày phải lên mày giải thích rõ ràng hay không? Tao nói mà mộ nội mày cái vụ này đó, tao nói thật sự cái mộ nội mày cũng phải đợi chút khô vụ này thôi. Quý vị nghe nè. Đó. Chán mọi người ghê luôn, cái vụ ghi âm mà em cũng không muốn làm. Em có livestream trên Facebook, YouTube rồi mà like nó tới hai mấy phút lần làm biến đăng bên đây. Em làm ngắn gọn thôi ha. Cái vụ đoạn ghi âm á, cái đoạn ghi âm thứ nhất, ghi âm thứ hai em có làm trên kênh rồi. Ghi âm thứ nhất đó ông thầy ngủ với sư cô chư thầy trong chùa. Mà mấy sư cô chư thầy đó phải đứng ra thưa nha. Thì mới đủ pháp lý để thưa ông thầy, xin đạt thôi. Còn cái đoạn ghi âm thứ hai là nói ông thầy chống phá nhà nước. Đó, mà trong khi đó bà sư cô Tường Phổ có được bằng chứng, biết được trong chùa có một số thế lực nó cài vô để nó phá ông Trần Quang. Đó là thế lực chống phá nhà nước, là bọn nó cài vô làm đệ tử của ổng để tu học với ổng thời gian. Sau một thời gian nó vô nó chống phá, nó làm này các kiểu á, thầy biết được mục đích của tụi nó và sư cô Tường Phổ. Bà mới biết được mục đích của mấy đứa này, bà sẽ về bà thưa mấy đứa này. Nhưng mà bà sư cô Tường Phổ đang đi giảng ở đâu bên nước ngoài chưa về được. Trời ơi. Mày biết luôn, mày biết cái tên bà sư cô đó luôn đó, rồi mày biết cái tên ông thầy chùa đó luôn đó. Rồi mày biết cái thế lực nào đó mà chống phá đó. Ủa sao mày không đứng mà làm đơn đi? Mày lên mà kể một câu chuyện nó quá rành rỡ này thì bây giờ mày có thể mày đứng mà làm đơn được mà. Đó hả? Thì mày làm đi chứ. Tới mà nói sư phụ làm đi. Trời ơi, mày biết rành như thế này mà nó thật sự kèo này mà thả sống uống lắm mình. Làm đi em. Làm đi, rồi cái nào mà không có hiểu về pháp lý đó, liên lạc qua anh chỉ cho đôi ba chiêu mà làm. Nó quá rõ ràng quý vị, nó lên nó nói như đúng rồi đó, nó nói như thật sự quý vị mà cái như là cái mà cái như là nó có sẵn đó. Rồi sao mày không làm mà lên bảo vệ? Cái mà không phải cái nền tảng YouTube là để đi bảo vệ. Mà cơ quan chức năng đó, cơ quan pháp quyền đó, người ta mới bảo vệ được. Hiểu không? Còn mày lên đó mà dơ quý vị. Trời ơi, biết cả tên bà sư cô đó luôn đó. Mày cũng dối thiệt đó chứ. Tự nhiên không đánh mà khai. Tự nhiên là tên bà sư cô đó hổng rê. Thật sự cộng đồng mạng đang cũng đang lóng tay xem thử bà sư cô đó là ai. Đó, rồi bắt đầu nó thật sự mà lên mà khai hết trơn. Đó, bây giờ biết tên bà sư cô luôn rồi đó. Mà cái này xin đính chính lại quý vị là cái lời của thằng Minh Sài Gòn. Lời Minh Sài Gòn nó lên nó nói chứ không phải là lời của tôi nha. Chẳng qua là tôi hỏi lại những cái câu hỏi cho nó rõ ràng chút thôi. Quý vị nghe tiếp nè. Thầy, tụi này nó biết được cái âm mưu của tụi nó sắp bị lộ ra. Nó đến cái công ty Pháp Quang của ông thầy ở bên đường Hoàng Diệu quận 10 á. Ông thầy đang làm việc bên đó. Thì bên đó là in ấn kinh sách để bán á. 20 người nó tràn vô nắp, vô đó khống chế ông Trăng Quang. Nó kêu ông Trăng Quang phải giao ra số tài sản này nọ do cái biên bản của tụi nó soạn sẵn. Nào là nhà, là đất, là xe, là ô tô gì nè đó. Cái điều này nó vô lý quá gì. Sống trong một cái đất nước có pháp luật mà ở đâu mà nó thật sự cái thế lực nào nó thù địch mà nó vô để mà nó phá ông quan, rồi nó phá mà sợ cái bà kia dìa bả kiện, rồi nó qua nó trắng luật tài sản. Ở một đất nước có pháp luật mà minh, mày nghĩ bây giờ nó thật sự mày nghĩ ai mà cũng để lên mà nghe mày nói hết hả Minh? Mà một ông sư mà bây giờ nó thật sự tài sản đâu mà nhiều dữ vậy? Nhà đất rồi ô tô đâu mà tài sản nhiều hả Minh? Mày có hỏi nguồn gốc tài sản của ông sư đấy chưa? Đó, phải hỏi chứ. Bây giờ sư mà tài sản đâu mà cái như là nhà đất rồi ô tô ô đồ ghê vậy? Đó không? Thằng Minh nó bảo là cái nhóm nào đó vô trắng luật ông Quang để mà cái như là ký vào cái biên bản nó đã soạn sẵn. Cái điều đây là quý vị thấy một cái thằng dốt mà nó lên không gian mạng nó chia sẻ nguy hiểm không? Quá nguy hiểm đâu không? Cuối cùng là nó thật sự đó, một đất nước có cái như là pháp luật mà cuối cùng qua cái lời của thằng gọi là cái thằng Minh cái như là cu tê này, bắt đầu là quý vị thấy là nó chia sẻ thành một cái vấn đề là tào lao liền. Không có ai mà nói thật sự một ông sư mà tài sản riêng, đó là tao hỏi mà tài sản riêng, tài sản chùa. Đó, mày nói nghe cái tao không biết cái chuyện đó, tao không biết. Tao nghe mày nói lên tao hỏi là thôi. Đó, quý vị để ý giùm thằng này nha. Nó cũng biết rất rành đó, cho cơ quan chức năng mà tới mà để mà hỏi đó là nhớ chỉ mặt thằng Minh giùm cho tôi cái. Đó, chỉ mặt thằng Minh ra để cho cái như nó thật sự nó phải là cái như là nó phải có cái lời khai chúng tôi còn có thôi.
nó biết rành quá mà, nó biết là banh nhóm này tới chỗ ông Quang làm việc đồ, nó nói, ủa sao mày biết hay hả? À? Cái đoạn ghi âm này là đã 10 năm rồi đó, mà sao mày biết hay đó? À? Sao mày biết là bây giờ là phải tới chỗ này chỗ nọ chỗ kia? À, bà con thấy là cái gọi là cái con quát là nó chết tại miệng. À, nghe tiếp nha quý vị, nhiều cái đoạn đọc lắm. Kéo 20 người tới, lăng mạ chửi ống lấy 8 hectare đất ở xã Tốc Tiên, 2 căn hộ 600 mét vuông tại phường Kinh Dinh, huyện Tân Thành, 4 chiếc ô tô, sợ hãi quá ông Vương Tấn Việt lúc đó phải ký vô. Quý vị nghe cái số tài sản lớn không? 8 hectare đất tại xã Tốc Tiên, 2 căn hộ, đó, rồi 4 chiếc ô tô, khủng khiếp. Ở đâu ra cái số tài sản đây? Ý của anh bây giờ anh hỏi là Minh nè, rỗng rỗng cái đầu tôm của em ra để mà em trả lời. Ủa, một ông sư ông tu mà tài sản đâu mà nhiều dữ vậy? Mà một ông sư mà ông tu mà ông mua cái chung cư đó làm chi? Hả? Một ông sư ông tu bây giờ 8 hecta đất tại xã Tóc Tiên, 8 hecta đấy ở đâu ra? À, rồi 4 chiếc xe ô tô. Trời ơi, một ông sư bây giờ nó thật sự, người ta tìm chiếc xe đạp người ta đi là gọi là cũng vất vả rồi, chảy máu mắt rồi, mà đây là 4 chiếc xe ô tô đó, rồi còn 2 cái căn hộ chung cư nữa, rồi những tài sản này ở đâu ra anh? Ê, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu lên lấy ông tôi ở vùng này chưa? À, thành dốt chờ nó lên, mà thật sự câu chuyện của người ta nó y xì câu chuyện của nó đó, nó ngồi nó thống kê tài sản giùm luôn, ở là ký trong biên bản là bao nhiêu ở rồi thể hiện cái gì. Amen. Đi khám cho em hả? Tháng 5 có đi khám không? Có đi khám thì thật sự nhớ uống thuốc kỹ cho nha, chứ anh thấy dạo này nặng lắm rồi đó, dạo này là em nguy cơ nhiều hơn đó nha. Cái biên bản đó nha, theo cái lời của những người đó vi phạm sẵn. Và sau cái hôm đó thì ông Thích Trong Quen này mới về để mà làm đơn để mà tố cáo luôn là mấy người này. Nhưng mà giờ ông lỡ ký rồi, bây giờ thì hai bên phải tự thỏa thuận thôi, tại này tài sản hai bên tự thỏa thuận tự ký rồi, bây giờ nhà nước cũng không có quyền mà dính vô được. Nếu thật sự mà nó có lăng mạ hay nó chửi ổng hay nó đánh ổng này nọ đó thì dính án hình sự thì nhà nước mới xử được. Còn cái này là biên bản ổng đã ký rồi thì hai bên tự thỏa thuận. Mày dốt, không biết luật mà lên nói nó cũng dốt. Để ký trong trường hợp nào? Thế đã ký đó, nhưng mà ký trong trường hợp nào, cái đấy là quan trọng đó. Hiểu không? Hiểu không Minh? Đã ký, nhưng mà giả dụ như đã ký, nhưng mà ký trong trường hợp nào, cái đó mới quan trọng. Chứ không phải là bây giờ nghe theo thằng Minh nói, trời ơi Minh ơi Minh, ở cái xã hội này bây giờ người ta trí thức hết rồi Minh ơi, có mỗi mình mày nó thật sự là lớp mẫu giáo trường làng, bây giờ mày lên mày nói toàn cái câu chuyện xàm xí không à. Đáng lý là mình không có tạo nghiệp của gì, mà qua cái miệng của thằng Minh này cũng phải muốn tạo nghiệp thôi. Đó, qua cái miệng thằng này thật sự quý vị là không hổn cũng phải hổn nó thôi hà. Trời đất thánh thần thiên địa, mày nghĩ rằng nó thật sự đâu có dễ dàng ép người ta ký rồi xong đâu mày. Đó, có khả năng lúc đó cái tính mạng của người ta hay là người nhà ngàn cân treo sợi tóc, người ta ký để giải vây là một trong những cái câu chuyện bình thường, mình có thể mình chứng minh được vấn đề đó, đúng không? Người ta phải ký là xem như là tất cả là hết. Đó, rồi hỏi ngược lại câu nữa, ô cái tài sản đó là của ai? Cái quan trọng là tài sản là của ai mới quan trọng. Mày nghĩ sao nó thật sự ở một thành phố như thế này, à, mà kéo tới là 20 người để mà cái như là quấy rối chỗ làm việc của người ta, à, rồi ép người ta ký nhận cái giấy tờ gọi là giấy tờ nợ khống. Đây là một trong những cái mày đang gọi là mày đang bôi bác chứ mày đang đâu phải là mày lên mà chia sẻ một câu chuyện. Để mình, đúng không? Đấy, quý vị thấy nguy hiểm không? Một cái thằng mà nó dốt á, cái đầu tôm á, mà nó lên nó chia sẻ một câu chuyện của loài người là thật sự quý vị là nó đi lệch hướng hết trơn. Đó. Trời đất thánh thần thiên địa. Rồi sao nó lại nghe coi? Thì cái vụ việc năm 2009 mà nó quậy sầm hết, thì ông Trang Quang có giảng trên cái clip của ổng là 2009, cái nhóm này tự rùa của ổng đánh ổng một trận không còn gì hết, te tua chùa không còn gì hết, lấy đi hết tài sản luôn. Thì trong đơn tố cáo ông Việt tố cáo nhóm đệ tử của mình thì đã đến chùa sau đó nha, sau cái lúc mình vô Sài Gòn, vô cái công ty Pháp Quang Hoàng Diệu ở đường Hoàng Diệu của ổng ở bên Sài Gòn á, thì họ lại kéo về bên chùa Pháp Quang lần nữa, họ lấy đi 2.8 tỷ đồng đó, rồi lấy tiền, lấy vàng, lấy nhiều cái vật phẩm khác, rồi lấy sắt mà để làm máy da rồi á.
28 tỷ nha, rồi lấy tiền lấy vàng đó, trời đất thánh thần thiên địa chùa đâu mà tiền nhiều dữ ra mình. Ê, tiền đâu mà có 8 hecta đất, hai cái chung cư đó, rồi 4 xe ô tô 28 tỷ đồng đó, rồi số vàng bạc nữa, trời đất thánh thần thiên địa ở đâu có mình. Ê, ở đâu mà hay vậy, ở đâu mà có hay vậy. Mà đừng có nói kiểu mà giống như thầy ông nội nha, cái vô đấy phát là bắt đầu lò hô cái là mất 300 mấy chục triệu đó. Quý vị thấy điều nó vô lý không? Nếu mày lên mày giúp cho ai thì mày cũng phải khôn ra một xíu. Cái này thì góp ý chung thôi, đúng không? Mày lên mà thật sự một ông sư mà tiền ở đâu mà nó tiền muôn bạc dạng dãy mà lên mà khai được cũng hay chứ. Rồi mấy số liệu từ đâu mày có? Mấy thông tin từ đâu mày có? Nó phải có cơ sở quý vị, chứ đâu phải bây giờ thằng này nó muốn lên, nó muốn dễ rồng sao, dễ rắn sao được. Mày bảo rằng câu chuyện này mày không muốn nói, nhưng mà mày đã nói rồi. Đó, đây là án tại hồ sơ nè quý vị. Thì qua những cái lời của mày là người ta phải đặt ra một dấu hỏi chứ. Ủa tiền bạc ở đâu mà một cái ngôi chùa mà tiền nhiều dữ vậy? Ủa tại sao một ông sư phải đi mua chung cư? Đó. Mà tại sao một ông sư mà nó thật sự bây giờ đó, mình ký vì một sự ép buộc nào đó mà bây giờ mình không đứng lên mình tố cáo. Cái đó mới là một trong những cái đáng hỏi. Mà câu chuyện đây tôi nói thật sự, cái đoạn ghi âm này nó đã xuất phát nay là hơn 10 năm. Bây giờ là người ta mới tung lên. Do cái thời gian trước là người ta không thể tung lên vì có rất nhiều cái lý do. Mà thời điểm bây giờ người ta tung lên có nghĩa là người ta cũng chọn là đúng cái thời điểm là người ta tung lên. Cho nên ông có một cái bài pháp ông đứng ông giảng đó. Ông bảo rằng sau này mà cái như là các con có thương thầy không đó. Rồi hiện bây giờ có một cái thế lực thù địch, nó lôi kéo thầy không được cho nên nó hãm hại thầy. Trời đất thanh thần. Tôi nói thật sự như tôi là không cần ai lôi kéo, tôi tự đi luôn, cần gì phải lôi kéo. Mình đi con đường của mình chọn thì không cần phải ai lôi kéo. Đúng không vậy? Các con lôi kéo không? Mình đã đi con đường mình chọn, các cần gì lôi kéo. Mày lôi kéo cái việc của mày lôi kéo chứ. Làm gì các câu chuyện mà như mà trong cái một số cái bộ phim mà Hồng Kông xã hội đen đó. Rồi bây giờ người ta hại thầy. Không có cái kiểu mà lôi kéo ở đây. Mình có chấp nhận mình bước chân qua rành hay không, chứ thật sự không ai mà lôi kéo mình được. Đó. Nghe anh lên anh giảng, trời ơi sau này là các con còn thương thầy không? Có người họ lôi kéo thầy, có người họ lôi kéo thầy, có người cái thứ này thứ khác. Tôi hỏi bây giờ ai đâu lôi kéo nổi? Bây giờ gặp cái thằng đệ tử, thằng đó tôi nói thật sự quý vậy nha. Cái thằng đó là gọi là cái như là nó đang có dấu hiệu là cẩm rắn cắn gà nhà, nó đang phản bội ông sư phụ ở đây. Minh Sài Gòn đang có dấu hiệu phản bội sư phụ rồi chứ nữa. Đó, lên khai hết trơn. Lên khai mà ông thầy mình bây giờ là có bao nhiêu hecta đất, có bao nhiêu xe, có bao nhiêu cái chung cư, có bao nhiêu tiền. Nó lên khai hết trơn. Ông nội bây giờ nó thật sự một ông sư mà lên mà khai cả tiền tỷ rồi là mà chết rồi. Mày nghĩ mày hay